Ok, chào anh em nha, mình là Freebat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite nha mình. Nếu em thấy hay thì một like, một share bằng tiếng hồ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Quái, ba con đi chung không con nào đi chịu đi rừng luôn anh em à. Trời ơi. Team toàn là sát thủ không, ba con sát thủ luôn. Hôm nay thì mình có thể tăng theo đường hết được rồi anh em ạ. Từ. Cái gì? Rồi FPS nó bị nhảy hai mấy luôn. Thế sao đánh? Cay thế. Chơi nó, mình còn kêu kéo này. Chơi nó nhưng mà. Ui trời ơi. Bực mình thế nhỉ. Từ đây. Trời ơi, hấp. Ây da, kéo mít kìa. Hay. Thế mà lại mít hay thật sự vậy. Chạy. Chạy được phép ơi, farm ra. Chứ giờ có kêu đâu mà đánh, người đâm thế. Chưa lên được cấp 5 luôn. Người ta gần lên cấp 6 rồi, mình vẫn còn cấp 4, quái thọt thế. Bây giờ làm sao để ném được cầu mới lên được cấp anh em à. Vô đây. Từ biến ơi. Đông kìa, ui nó đông kìa. Ui rồi đông kìa. Chỉ là đuổi trụ thôi mà. Ok, đẹp. Không ăn máu được ấy, chứ phải ăn máu đẹp nữa. Đây. Kiều thơm. Thôi bạn chạy đâu. Úi xồi rồi. Phải đây mong chiến quá. Phải rồi con xin vô tới cận nhà luôn rồi thôi chứ. Rồi thôi mấy fan. Mấy bạn bình tĩnh coi nào. Rồi mất boss luôn. Rồi mất boss luôn, chạy. Không chạy được luôn. Khó thế. 3-4 à. Hay quá. Thì mình nhiều sức thủ nên không sợ anh em ạ. Thì mình nhiều sức thủ nên đánh được, không sợ lắm. Cầu nhiều thế. À, hãy miếng đất bụi bên kia. Ngồi xong bốc hơi luôn. Cái trên kia. Lại bị nữa. Hơi phàm quái, phàm cái nè. Chứ lại bị cấp 8 phân cây quá chịu quá. Phải cho lên cấp 9 mới có một tì mới dễ đánh được. Hay rồi, bên mình vẫn hơn một chỗ. Từ Pika ơi. Hơn trụ 7 cầu rồi anh em ơi. Ok, hơn đúng 7 cầu rồi. Hơn 8 cầu chứ.
Này thì chạy hộ. Ảo thế. Và đấy mình tưởng ulti là nó bị đam chết rồi nên mình không có hiện hình lên, ai ngờ biết thể hiện hình lên ăn luôn cho rồi, bị đặt còn đi nhây nhây cho trừ cái tật đi chôn người ta anh em ạ. À, né hết mít rồi, quăng đọc mít rồi, hay quá, quăng ăn được không được con. Ủa, nó đông quá. Nữa cây thế nhở, nó vào trong cái bụi hết mít hoài luôn, cái nó vào trong cái bụi bị mất sai nên hết mít không có hết lại được lần nữa anh em. Khi nào mà mình thả độc rồi mình hết chúng nó mới hồi lại kêu hết cho mình, nhưng mà nó vào bụi nó bị mất sai không hết được cây thế nhở. Ôi trời ơi, gì đến như cái trò mà để mất boss với trời. Này thì chạy nó đi. Này thì chạy. Rồi còn đẩy nó về nữa thanh niên. Khó thế, rồi bót vào luôn. Tìm đánh quay trưởng à. Để mình nghiên cứu mình đi ném con biển. Ui. Hai thanh niên gặp hai thanh niên đều quay đầu rồi thôi chứ. Nắm gì mà hai thanh niên gặp nhau với hai thanh niên quay đầu chạy luôn rồi thôi chứ. Ok, mình ném được rồi bạn nghe. Từ từ. Nó tập trung ăn boss này. Ui, ngáo luôn, mất cái kill luôn. Mika. Ui, Mika ném chậm cầu luôn. Một bé. Từ từ kiếm độc đó. Một bé, hai bé, ba bé. Chạy. Chạy đi đâu mà chạy. Chạy đâu cho thoát bạn ơi. Ok, win luôn anh em ạ. Mình cứ canh me mình nấp bụi ra mình bắt người thôi anh em ạ. Ok, win. 5-12 ảo thế, không phải MVP. Ok, chào anh em nhé.